Xin chào các bạn, hiện tại trên tay mình đang là hộp của chiếc Oppo S3 vừa được Oppo giới thiệu cách đây không lâu. Thì chiếc Oppo S3 này đó chính là phiên bản thu nhỏ của Oppo S3 Plus và nó vẫn sở hữu camera trước với hai camera, một camera góc rộng và một camera góc thường. Thì trong clip hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc hộp đó nha. Tổng quan một tí về cái hộp thì các bạn có thể thấy là một kiểu đóng hộp cực kỳ quen thuộc của Oppo với hình ảnh sản phẩm, tên sản phẩm. Ở đây chúng ta sẽ có logo của Oppo và dòng chữ Duo Selfie Camera. Hai bên hông là logo của Oppo. Và ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một số thông tin của sản phẩm. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ mở chiếc hộp này ra nha. Thì ở trong này chúng ta vẫn còn một cái nắp đậy nữa, các bạn phải mở nó ra. Ở đây, nhân vật chính của chúng ta chiếc Oppo S3. Ở đây thì mình có phiên bản màu hồng. Mình sẽ để nó qua một bên. Thì khám phá thêm bên trong hộp chúng ta sẽ còn có những gì nữa nha. Thì bên trong này các bạn thì một cái quen thuộc đó chính là Oppo thường kèm theo những cái ốp lưng ở bên trong. Đây, một cái ốp lưng nhựa trong. Và ở đây thì chúng ta có hai cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và ngoài ra bên trong cái hộp lúc nãy thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái que chọc sim ở đây nữa. Rồi như vậy là hết rồi. Tiếp theo thì Oppo sẽ kèm theo cho chúng ta một cái củ sạc. Bên trong hộp thì còn đính kèm thêm một cái tai nghe của Oppo. Và ngoài ra thì có thêm một cái cổng cáp micro USB nữa. Như vậy là hết rồi. Và hiện tại trên tay mình đang là chiếc Oppo S3. Thì các bạn có thể nhìn ở mặt trước thì nó hoàn toàn giống với lại chiếc Oppo S3 Plus. Và nó chỉ khác một cái là nó thu nhỏ lại với màn hình là 5.5 inch Full HD mà thôi. Và nó thì ở phía trước đây các bạn có thể thấy là hai cái camera nhìn rất là rõ. Một camera góc rộng và một camera góc thường, loa và cảm biến. Thì ở phía dưới này thì nó vẫn sử dụng cái nút home là cảm ứng chứ không phải là còn nút home vật lý có thể ấn được nữa. Ở đây là nút home cảm ứng và kim luôn cảm biến vân tay. Và ở hai bên thì nó sẽ có hai cái phím điều hướng cơ bản của Android. Và chiếc Oppo S3 này thì nó vẫn sở hữu một thiết kế kim loại nguyên khối. Tuy nhiên một điều đáng tiếc là nó không sở hữu cái thiết kế giống như của chiếc Oppo S3 Plus. Là mặt lưng của nó thì nó chỉ có một mảng kim loại ở đây. Và ở phía trên dưới thì là hai cái dãy anten bằng nhựa. Chứ nó không được như những đường kẻ sọc chỉ như ở Oppo S3 Plus. Nếu như mà thực sự con này làm được như vậy thì quá tuyệt vời rồi. Ở đây chúng ta sẽ có camera chính 13MP và một đèn flash LED. Ở đây thì là logo của Oppo. Ở cạnh bên của máy là hai phím tăng giảm âm lượng ở phía cạnh bên trái. Thì hai phím tăng giảm này cho cái độ nảy cũng như là độ ấn rất là tốt. Và ở cạnh phía dưới thì chúng ta sẽ có loa ngoài, cổng micro USB, mic thoại và một jack cắm tai nghe 3.5. Ở phía bên cạnh phải là nơi đặt của khay sim và nút nguồn. Ở cạnh trên thì chúng ta sẽ có thêm một cái mic thoại nữa. Như vậy chiếc Oppo S3 này nó vẫn sở hữu một cái thế mạnh của Oppo S3 Plus, đó chính là camera selfie góc rộng và một camera thường. Thì bây giờ thì mình sẽ mở cái camera lên. Đây các bạn có thể thấy là hiện tại mình đang ở chế độ là camera selfie bình thường. Camera này thì có độ phân giải là 16MP, mình cũng thử trải nghiệm rồi, chất lượng ảnh cũng cho ra rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển qua camera góc rộng bằng một nút bấm này. Đây các bạn có thể thấy một cái góc rộng hơn. Cái này thì Oppo gọi nó là chế độ Wi-Fi cho chúng ta selfie với nhiều bạn bè hơn trong cùng một khung hình. Và camera chính của Oppo S3 Plus thì nó sở hữu độ phân giải là 13MP. Thì cái này nó có rất là nhiều chế độ cho các bạn lựa chọn, như chế độ siêu HD, bộ lọc màu. Và nó có cả chế độ chuyên gia cho các bạn tùy chỉnh. Đặc biệt là những bạn nào mà thích chụp phơi sáng vào ban đêm thì chế độ này rất là tuyệt vời. Và chiếc Oppo S3 này thì nó được sử dụng kính cường lực Gorilla Glass 5. Thì cái việc này sẽ hạn chế được cho các bạn là tình trạng rơi vỡ cái màn hình của các bạn. Và nó sử dụng viên pin là 3200mAh. Và với cái viên pin này thì cùng màn hình 5.5 inch thì mình đủ nghĩ là nó dư sức để các bạn có thể sử dụng trong một ngày, cũng như là tham gia chụp hình các thứ khi mà các bạn đi chơi. Và nó chạy trên hệ điều hành ColorOS 3.0. Và Oppo S3 thì nó vẫn được trang bị con chip của MediaTek 8 nhân và RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Và với cái dung lượng này thì các bạn có thể thoải mái chụp hình lưu trữ, và ngoài ra nó còn hỗ trợ thêm thẻ nhớ ngoài nữa. Và có thể nói với phiên bản thu nhỏ của Oppo S3 Plus, chiếc Oppo S3 này cũng là một chiếc gia selfie rất đáng sở hữu. Và nếu mà các bạn đặt hàng từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 thì sẽ được nhận thêm một bộ quà đặc biệt nữa. Đó chính là một cây gậy selfie đa chức năng, nó kim cả đèn flash, kim cả pin dự phòng. Và ngoài ra các bạn sẽ được tặng thêm một cái ốp nữa. Thì bộ quà này cụ thể mình đã có một cái clip trên tay rồi, các bạn có thể truy cập clip ở vào cuối clip này nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.